Xin được cơ, lúc nào cũng đông. Đông chưa? Đây. Đây là cửa đông. Cửa đông vào ngày hôm nay là ngày chủ nhật. Bây giờ là 8 giờ 25 tối chủ nhật ngày 27 tháng 11. Thì là cửa này sẽ đi lên trên này là sẽ ra cửa đông này, có thể đi Kabukicho. Còn đang đi theo hướng này sẽ đi đến tuyến tàu ngầm Manoichi. Đây là chỗ bán mấy cái đồ nước hoa rất thơm. Thank you.
đi thẳng hướng này là chúng ta sẽ đến ga Shinjuku San Jome nhé, cứ đi thẳng đi đường này. Ở đây mình sẽ rẽ tay trái, mình sẽ đi vào ga. Đây là ga Shinjuku và đi trên tuyến Manochi. Đây là tàu bên phải đi đến Ike và tàu bên tay trái đi đến Ogikubo. Hai là tàu lại mới ở tuyến Manoichi nhá, màu đỏ rất là đỏ đặc trưng ở tuyến Manoichi luôn. Đi Ike. Mình sẽ ngồi nghỉ ở đây một lúc, ở đây mình sẽ tắt máy. Đây bản đồ ga Shinjuku, có rất nhiều cửa ga chia theo từ A cho đến E. A thì đây nhìn sơ qua đến A17, B thì B18, rất nhiều cửa. Đây mình sẽ ngồi đây. Chào các bạn nha, hẹn các bạn vào những video tiếp theo nha.